Chàng ngốc cha Chi Hô ngoài ngoại hình xấu trai nhưng bù lại được cái lắm tiền. Từ đó rơi vào tầm ngắm của một bà mẹ đơn thân và mối nhân duyên tiền đình giữa hai người họ chính thức bắt đầu. Chi Hô là nhân viên xuất sắc của một công ty nghiên cứu sản xuất thức ăn nhanh. Nhiều năm ế chỏng ế chơ vì chỉ quanh quẩn ở phòng thí nghiệm xe ô tô và nhà riêng, cấp trên đánh giá rất cao năng lực của Chi Hô vì anh mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Tuy nhiên bản tính quá thật thà và thẳng thắn nên không ít lần anh trả lời phỏng vấn có phần hơi sukana, không biết do anh ta ngây thơ vô số tội hay ngu có thực lực. Cấp trên muốn Chi Hô nghỉ phép một thời gian để lấy lại tinh thần làm việc, vậy mà điều này cũng khiến nam chính suy nghĩ hoang mang. Không lẽ họ muốn đuổi việc mình, không là do anh quá tài giỏi nên cần nghỉ ngơi để cho công ty bảo tiếp, trong khi đó phía bên này In Yang một người mẹ đơn thân đang nuôi con gái học đại học. Vừa xin được việc làm tại một công ty cấp vốn có tên là Cứ Mơ Đi, ngày đầu tiên gọi điện nhắc nợ khách hàng cô đã bị chửi té tát. Nhưng In Yang vẫn giữ vững phong độ, khen đây là lần đầu tiên cô được nghe chửi hay như vậy, giọng vang mà phát âm còn tròn vành rõ chữ. Trong số những khách hàng mà In Yang tiếp nhận không ngờ lại có cả anh trai của Chi Hô. Một người đàn ông chỉ biết suốt ngày đánh bài và giao phó mọi trách nhiệm cho em trai mình, ngay cả khi phần nợ đã đến thời hạn thanh toán anh ta cũng gán lại phần nợ cho Chi Hô. Vốn dĩ nam chính có thể từ chối nhưng vì bản tính lương thiện hiền lành, lại rất yêu thương anh trai mình nên nam chính cứ thế nhắm mắt cho qua. Lúc ngồi đợi đến lượt mình, bất chợt có khách hàng lớn tiếng gây sự, Chi Hô sợ đứa trẻ bên cạnh phải nghe những âm thanh tục tĩu nên đã bày trò nhằm gây sự chú ý đến cô bé. Không ngờ lại thu hút được cả sự chú ý của In Yang, cô nàng càng ấn tượng hơn khi Chi Hô trả hết khoản nợ cho anh trai mình. Nghe đến đây cô đoán chắc tình anh em của họ bền chặt lắm. Sẵn gặp được khách hàng sộp nên cô tranh thủ giới thiệu mình là mẹ đơn thân, đang nuôi con gái học đại hay học chồng chết và ABCC. Mặc cho In Yang cứ nói luyên thuyên nhưng nam chính không hề bận tâm, anh chỉ muốn biết ở đây có hỗ trợ phiếu đỗ xe không vì như thế anh sẽ tiết kiệm được 50 đồng. Ngay khi nam chính bỏ đi, In Yang vội chạy đuổi theo và vô tình vấp chân ngã khỏi cầu thang. Thấy vậy Chi Hô nhanh chóng tránh người sang một bên, câu chuyện ngôn lù thấy rõ mồn một. May thay nam chính vẫn còn chút lương tâm cõng In Yang đến bệnh viện, tuy nhiên mới đi được nửa đường anh đã ngất vì kiệt sức. Khi xe cấp cứu được gọi đến họ phải thốt lên khi thấy cảnh tượng nghệ thuật hai người nằm xếp hình lên nhau. Vào bệnh viện, In Yang tỉnh dậy trước và tự ý lấy ví của Chi Hô thanh toán mọi chi phí, đến khi Chi Hô tỉnh lại rồi đếm tiền của mình. Anh bắt đầu khó chịu và lèm bèm người gì đâu mà tự lấy ví người khác, lúc ra về anh đưa cô mảnh giấy. In Yang còn tưởng được soái ca tặng quà nhưng hóa ra đó lại là số tài khoản. Khi nào có tiền cô nhớ chuyển trả lại tiền viện phí cho tôi nhé. In Yang được một fan đi từ bất ngờ này sang bất mãn khác. Cô quyết định mời Chi Hô ăn một buổi nhằm cảm ơn anh chàng vì hành động nghĩa hiệp sáng nay. Đây là lần đầu tiên Chi Hô ăn kimbap vì trước giờ anh chỉ quanh quẩn với thức ăn nhanh. Cảm giác mới lạ này cũng khiến anh cảm thấy có chút gì đó hưng phấn. Báo hại đang ăn lại nhấc mông lên đánh một quả dám ối rồi ôi. Nam chính không ngại mà còn bào chữa cái địt là cái trời cho ai mà không địt ốm o gầy mòn. Người nói không ngại thì người nghe sẽ là người ngại, nhưng In Yang được cái cũng tinh thần thép nên vẫn cảm thấy thích thú với Chi Hô. Sang ngày hôm sau nam chính đi khám và phát hiện mình đã bị bệnh về bộ đồ lòng chỉ vì toàn ăn vặt và thức ăn nhanh. Anh thông báo với anh trai về lời khuyên của bác sĩ, nếu muốn sống thọ một chút thì phải nghỉ việc sớm thôi. Tuy nhiên anh trai đã mang dẫn chứng ra để thuyết phục Chi Hô tiếp tục kiếm tiền, hàng xóm của chúng ta bị ung thư phổi nhưng cuối cùng lại chết vì xe tông. Bác sĩ là như vậy, họ bơm sự sợ hãi cho chúng ta chỉ để bán thuốc tây. Nam chính vì tin lời anh trai nên chỉ mua thuốc uống duy trì và tiếp tục công việc. Chợt nhớ đến có gì đó thiếu thiếu, nam chính đã gọi điện hỏi In Yang sao lâu rồi cô chưa chuyển khoản trả tiền viện phí hôm trước, vì muốn gặp anh nên cô lại hẹn gặp mặt. Nhưng lần này cũng không khá hơn lần trước là bao vẫn quên mang tiền. Thế rồi In Yang đành mời nam chính về nhà ăn tối, sau đó trở thành bữa tối của anh. In Yang lăn xả vào bếp nấu những món ăn thật ngon. Đã lâu rồi cô chưa có dịp trổ tài bếp núc cho người lạ. Còn nam chính cũng lâu rồi không được ăn cơm nhà, do đó cảm giác này thật sự khiến anh cảm thấy lâng lâng, vừa lạ vừa quen lại có chút gì đó ra diết. Hai người ăn uống với nhau được một lúc thì In Yang chợt đề nghị rủ anh góp gạo thổi cơm chung. À thì ra kế hoạch của cô ấy là như vậy, anh chưa vợ tôi chưa chồng lấy điểm mạnh của mình bù đắp vào điểm khuyết của đối phương. Chẳng phải trở thành đôi bạn cùng tiến nâng đỡ nhau phát triển hay sao, nam chính có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại có ngày hôm nay. Trái tim anh bỗng trở nên thổn thức khi nghe được lời khen ngợi của In Yang. Anh thật dễ thương và đáng mến. Có lẽ đây là lần ăn khiến Chi Hô cười nhiều nhất từ trước đến giờ. Sau khi tiễn khách thì con gái In Yang trở về. Nhìn thấy mở điện và máy lạnh, cô bé biết mẹ vừa tiếp khách nên hậm hực hỏi. Mẹ đưa trai về nhà hả? In Yang biết con gái mình luôn khó chịu khi thấy mẹ tiếp xúc gần đàn ông. Chắc hẳn cô bé sợ mẹ phải một lần chịu khổ nữa. Nhưng lần này In Yang quả quyết nói đâu phải thằng nào cũng như thằng bố con đâu. Vậy xem ra In Yang đã có quyết định cho mình. Cô ngày càng trở nên thân thiết với Chi Hô hơn, đúng kiểu góp gạo thổi cơm chung nhưng chỉ chưa có ngủ chung mà thôi. Vừa tan làm, In Yang đã lập tức phóng ngay về nhà chuẩn bị cơm tối.
đợi nam chính đến cả hai cùng ăn uống trò chuyện xem phim chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trên đời. Nam chính bắt đầu lân la hỏi thăm xin ý kiến đồng nghiệp về cách tán gái, trừ mấy thằng ví nhiều tiền ra không cần làm gì gái cũng tự đổ thì phụ nữ thích mấy thằng giải trí biết chọc cười. Nghe lời anh đồng nghiệp, nam chính bắt đầu diễn hài trước mặt In Yang, tuy nhiên ngày càng lố cà hẩy đến độ ai nhìn cũng thấy xấu hổ dùng. Họ bắt đầu đi biển hẹn hò cùng nhau, tình thương mến thương ngày càng khăng khít đến độ In Yang phải chủ động cưỡng hôn anh ấy. Nào ngờ Chi Ho hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi xe trong tình trạng quần tụt quá nửa mông, chưa bao giờ thấy con mèo nào mà mỡ dâng đến tận mồm rồi mà còn chê. Đêm đó nam chính về đến nhà thì lại bị thằng anh trời đánh hù muốn thoát xác. Nam chính sơ ý tiết lộ cho anh trai biết về mối quan hệ yêu đương của mình, thế là hôm sau người anh đã đến gặp hai Yang nhằm ngăn cản hai người họ. Hồi nhỏ Chi Ho bị tai nạn xe hơi 10 tuổi lơ ngơ não lốt chậm như pin 999, nó vừa xấu vừa đần thế thì cô bám theo chắc cũng chỉ vì tiền của nó mà thôi. Nghe đến đây In Yang thật sự dỗi, cô buồn bã đến mức ngồi lì ở công ty không về nhà cũng không nghe điện thoại của Chi Ho, quản lý thấy vậy nên mới rủ cô cùng đi ăn tối. Tại đây tâm sự mới biết lão ấy cũng có cùng hoàn cảnh với cô, thật sự cô hồn không đáng sợ bằng cô đơn. Nói xong gã đột nhiên có hành động sơ soạng lén nắm tay In Yang và bị cô phản công. Bẻ ngược lại đấm cho bất tỉnh nhân sự, chị đây gái một con thì cũng có giá của gái một con, đụng là chị trụng nguyên con chứ đừng đùa. Sau đợt đó In Yang và Chi Ho cũng làm lành với nhau, cô biết được căn bệnh của anh nên đã khuyên anh hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, nghỉ việc sớm theo lời của bác sĩ. Quả thật Chi Ho đã đến trình bày với cấp trên nhưng họ lại không đồng ý. Họ tìm cách thuyết phục nam chính tiếp tục làm việc vì anh là con gà đẻ trứng vàng của họ. Khi biết được nguyên nhân khiến nam chính muốn nghỉ việc là do có bạn gái, họ bắt đầu lên kế hoạch chia rẽ hai người. Chỉ cần không có tình yêu anh ta sẽ lại tiếp tục lao đầu vào công việc như trước. Cũng trong ngày hôm đó, chồng cũ của In Yang gọi đến đe dọa, gã còn biết rõ tung tích cô hiện giờ và người bạn trai mới quen. Sự xuất hiện của gã chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, anh trai Chi Ho đến sòng bài và thuê một cô gái tán tỉnh em trai mình. Tam phương tứ hướng kẻ địch khắp nơi đều đang muốn chia rẽ họ. Chồng cũ In Yang còn ác đến mức mang theo rắn đi cùng. Không may trên đường đi con rắn lại nhấn vào chân ga khiến chiếc xe lao thẳng về phía xe tải trước mặt. Cấp trên của Chi Ho giả vờ bám theo họ rồi tạo tình huống bất ngờ gặp mặt. Đúng là không hẹn mà vẫn có duyên. Chúng ta vào ăn cùng nhau cho ấm cúng nhé. Được một lúc thì cô gái do anh trai Chi Ho thuê cũng đến. Nhưng thật trùng hợp cô ấy lại là người quen của In Yang. Do vậy cả bốn người lại cùng ngồi vào bàn ăn. In Yang nhân cơ hội này còn giới thiệu cô em đó cho cấp trên của Chi Ho, không ngờ hai người vừa gặp đã dính tiếng sét ái tình, quyết tâm từ bỏ tất cả để đến với người mình yêu. Vài hôm sau, nam chính cùng In Yang đến dự đám tang chồng cũ của cô, quả nhiên trước đây In Yang từng ước anh ta chết quách đi cho rồi, và bây giờ cô đã cầu được ước thấy. Nam chính hôm đó được ra mắt con gái của In Yang, cô bé tra khảo anh như thể cảnh sát hỏi cung tội phạm, hai người đã làm gì rồi chén nhau chưa. Mọi chuyện đáng ra rất suôn sẻ cho đến khi anh trai Chi Ho xuất hiện không ngừng chỉ trỏ mắng mỏ In Yang, không chịu được nên cô đã tát cho hắn một phát. Không ngờ hắn ta đánh rơi mất cục đàn ông ở đâu, lại ra tay tát trả lại In Yang, kết quả bị con gái cô đấm vào mặt. Lúc này dù có mạnh mẽ đến cỡ nào hay yêu thương bao nhiêu cũng không thể nhịn được, In Yang đành nói lời chia tay với Chi Ho. Đừng gặp nhau nữa là cách tốt nhất cho cả hai, trong khi đó cô gái làm việc tại sòng bạc đã hoàn lương đến siêu thị làm việc. Đồng thời từ chối không chen ngang vào phá tình cảm giữa In Yang và Chi Ho nữa, cả cấp trên của anh giờ cũng đồng cảm khuyên mọi người nên để anh tự quyết công việc của mình. Nam chính đợi trước cửa nhà In Yang, đợi rất lâu và cuối cùng cũng gặp được cô ấy. Lần này anh thành thật xin lỗi và mong cô cho một cơ hội để sửa sai. Đêm đó cả hai đã có một đêm tuyệt cà là vời bên nhau, ngày đánh dấu Chi Ho được In Yang bóc tem. Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa yên ổn ở đó vì thằng anh trời đánh lại chĩa mõm vào, con ả đó đang vất vả nuôi con nên mới bám theo mày để kiếm tiền. Đến lúc này nam chính cũng bắt đầu phản kháng, anh đã nhớ ra hết mọi thứ kể cả lý do vì sao anh trai mình ghét phụ nữ, hai người vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng do mẹ của Chi Ho luôn đối xử với anh ấy tốt hơn nên cả hai đã không nhận ra việc này, sau đó khi anh trai phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Đồng thời mẹ ruột anh lại quay về để vòi tiền trợ cấp, bà còn bắt anh đi để uy hiếp bố anh nhưng chẳng bao lâu sau bà ấy lại một lần nữa khiến anh trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Hôm đó mẹ con Chi Ho vì mải đi tìm anh ấy và không may gặp phải một vụ tai nạn đau lòng, mẹ không qua khỏi và từ đó cả hai anh em đều trở nên mồ côi. Sau khi biết được sự thật này, anh trai nam chính lẻn vào nhà In Yang khi chỉ có một mình con gái cô ấy ở nhà. Lúc In Yang và Chi Ho về đến thì nhìn thấy cảnh tượng cô bé đang chĩa súng về phía anh trai Chi Ho, còn anh ta thì mặt mũi bị đánh đến gần như biến dạng. Quả nhiên người bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác, cuối cùng lại khiến bản thân trở thành người bị thương. Chi Ho bó tay với anh trai mình chỉ biết lao vào đánh túi bụi, sao to xác mà não lại không chịu phát triển vậy chứ? In Yang bất lực đành đuổi họ đi để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Kể từ đó nam chính bắt đầu rời khỏi công ty và sống những chuỗi ngày một mình không tình yêu.
Một hôm đến quán gimbap quen thuộc của hai người anh vô tình gặp lại In Yang, cả hai có vài câu chào hỏi xã giao nhưng rồi cũng đành đường ai nấy đi. Mặc dù trước mặt họ cố tỏ ra lạnh lùng với đối phương, nhưng khi về nhà lại âm thầm khóc muốn trôi sông lạc chợ. Lại một thời gian nữa trôi qua, nam chính vô tình gặp được một người bạn làm ở đài truyền hình. Anh ta muốn mời nam chính tham gia một chương trình phỏng vấn trực tuyến về thức ăn nhanh và sức khỏe của người tiêu dùng. Nam chính vì cả nể nên đồng ý tham gia buổi ghi hình, nhưng không ngờ lúc này anh lại nhận được điện thoại thông báo nói rằng In Yang sắp đi nước ngoài. Vậy là cả buổi ghi hình đó nam chính đều ngồi thất thần không chút cảm xúc, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến lời nói của In Yang. Bất chợt anh mượn cơ hội này để thổ lộ hết những tâm tư tình cảm trong lòng, hy vọng cô ấy có thể nghe thấy và thấu hiểu được nó. Anh trai ở nhà xem xong chương trình cũng bị nam chính thuyết phục. Lập tức tìm gặp con gái In Yang quỳ xuống xin lỗi cô bé. Anh nhận hết lỗi sai về mình chỉ để Chi Ho có một cơ hội làm lại với In Yang. Hôm ấy cô bé cố tình dụ mẹ vào phòng rồi mở đoạn video phỏng vấn nam chính lên. Ngay khi In Yang xem được clip đó, cô đã hạnh phúc đến bật khóc, lập tức lái xe chạy đi tìm nam chính. Vào đến một con hẻm không ngờ đầu bên kia Chi Ho cũng đang phi như bay về phía trước. Người đàn ông đi đường may thay tránh kịp chứ nếu không đã bị hai người họ ép thành bã mía rồi. Lúc này hai nhân vật nhận ra nhau, nhưng người đàn ông vẫn cố chấp muốn giúp nam chính khởi kiện In Yang. Kết quả bị nam chính mắng cho ra bã kiện cái mả cha nhà ông. Có biết cô ấy là ai không? Có tôi ở đây đừng hòng động đến cô ấy. Nhìn thấy Chi Ho bảo vệ mình như thế, In Yang đột nhiên lên xe bỏ chạy. Nam chính thì không đành lòng để vụt mất cơ hội lần này. Anh chạy như ma đuổi liên tục gọi tên In Yang. Từ trong xe cô nàng cũng có thể quan sát được khuôn mặt cố gắng của người yêu. Cảm thấy đủ rồi, cô quyết định dừng xe lại và bước xuống. Hai người sau đó chạy đến bên nhau phát một bát cơm chóa nồng nàn và cục đờm béo ngậy. Kể từ đó không ai còn dám ngăn cản mối nhân duyên tiền đình của họ nữa, cả hai cũng hợp thức hóa việc góp gạo thổi cơm chung. Mở một tiệm kimbap ăn nhanh và sống vui vẻ những ngày tháng còn lại cùng gia đình hai bên, qua bộ phim này mới thấy được câu nói muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Gặp được nhau là do duyên trời tạo, còn có đến được với nhau hay không phải do chính sự nỗ lực của con người. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.